Buổi sáng đấy, cái giờ giờ khai mạc ấy nó hơi dài, cho nên sư không có đủ thời gian để hướng dẫn các vị cái kỹ thuật hành thiền minh sát, mà đi thẳng vào cái kỹ thuật hành thiền thiền hành, đúng không? Các vị đã nắm được cái kỹ thuật thiền hành chưa? Ít nhất về mặt lý thuyết đã, lý thuyết. À, thì trong đó các vị nhớ chỉ cần trả lời đúng được ba câu hỏi đó, nhà các vị bắt đầu biết nắm đúng được rồi đó, nắm nắm chắc được rồi đó. Thứ nhất là phải biết cái đối tượng mình quan sát ghi nhận trong khi thiền hành là gì. Tức là, nhắc lại các vị nhớ là chuyển động của bước chân. À, chuyển động. Đấy là cái gì là đối tượng chính. Thế còn trong đó thì cũng có nhiều cái đối tượng khác nó xen vào. Ví dụ, những cái gì là đối tượng khác nó xen vào gồm những gì? Cái gì có thể xen vào? Suy nghĩ là nhiều, hay suy nghĩ, hay phóng tâm. Gì nữa? Có thể có những người bệnh tật đau nhức gì đó, hoặc là làm sao? Âm thanh. Rồi sao nữa, các cảm giác khó chịu rồi thì là sự nhiễu hoặc của những người xung quanh nó xen vào. Thì khi những cái đó nó xuất hiện thì nó phải làm sao? Hả? Đầu tiên là phải lờ nó đi đã. Hả? Bây giờ cái gì nó xuất hiện mình cũng chạy theo á, nó không phân biệt chính phủ gì hết á. Thế là bại việc gì cũng làm á, cũng không phân biệt gì hết á, cũng không ăn thua. Hả? Trong giờ thiền tọa thiền hành là có chính có phụ, có đối tượng chính có đối tượng phụ, mà đối tượng chính ở đây đó được đặt ra để làm sao nó thực tế thì nó không có gì chính phụ trên đời này hết á, là do chúng ta quy định quy ước với nhau thôi đó, để phục vụ cho một mục tiêu mục đích gì đó thôi đó, đúng không? Trong trường hợp này chúng ta đặt ra cái chính là coi cái chính là chuyển động của bước chân để làm gì, để tập trung toàn tâm toàn ý toàn bộ thể toàn bộ sức lực của chúng ta vào cái đó, buộc tâm vào cái đó. Còn bình thường những cái đối tượng khác mà đến thì tạm thời chúng ta làm sao? Lờ nó đi cho đến khi mà nó thật sự cản trở mình, không cho phép mình tiếp tục theo dõi một cách đúng đắn đối tượng nữa. Thì chúng ta dừng lại và chúng ta quán chiếu nó, quan sát nó. Và nó khi đã ổn 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 cố tạm, nó không quấy rầy, thì chúng ta lại quay về gì? Đối tượng chính. Chúng ta có đối tượng chính để quay về. Nhớ cho sư điều đó nhé. Chứ không phải bất kỳ lúc nào cái gì khởi lên là chúng ta chạy theo ngay, chúng ta niệm, chúng ta quan sát. Làm như vậy thì nó giai đoạn đầu đối với các vị nó không có lợi. Ở cái chỗ là các vị sẽ bị tán loạn, các vị không phân biệt, chưa có đủ định lực để quan sát nó. Cho nên các vị sẽ bị tán loạn. Cho nên cái điều đó, trong cái giờ thiền tập đó, thiền hành và thiền tọa đó, thì yêu cầu là có cái đối tượng chính để các vị tập trung vào đó nhé. Trong cuộc sống hàng ngày cũng vậy, các vị phải có đối tượng chính, phải có mục tiêu chính để mà theo đuổi. Chứ bạ việc gì các vị cũng làm á, sếp giao cho công việc thì nó cũng có gì nội dung công việc chính chứ, đúng không? Và giao cho công việc chính rồi nhưng mà bạ ai đến nhờ cái gì mình cũng làm ấy, việc chính của mình thì làm sao bỏ, thì chúng ta đạt được cái gì không? Chắc chắn là bị trừ lương, đạt được cái đó là chắc, đúng không? Bị phạt, đúng không? Thì cái việc chính được giao thì không làm, cứ đi lăng xăng để giúp cho người khác ấy, cũng là tốt, cũng là việc thiện thôi. Nhưng mà làm sao? Không đúng với cái yêu cầu, không đúng cái mục tiêu, không đang đem lại cái kết quả như mong muốn. Thì trong thiền tập này cũng vậy, các vị trong thiền hành và trong thiền tọa các vị phải nhớ là có gì? Đối tượng. Có đối tượng gì? Chính nhé, có đối tượng chính. Phân biệt rõ gì như vậy. Chính là phải tập trung hết toàn bộ sức lực, thời gian, công sức của chúng ta vào mỗi cái việc đó thôi. Những việc khác lờ đi. Chừng nào còn lờ được, còn nếu mà nó đã gây sự, nó cản trở mình rồi á, thì mình cũng phải dừng lại việc chính lại và xử lý nó đã, cho nó ổn, tạm ổn và chúng ta quay lại cái chính nhé. Thì trong thiền tọa này cũng vậy. À, thiền tọa thì cũng có đối tượng chính là chuyển động phòng xẹp của bụng. Vì đây là cái đề mục dễ theo dõi nhất. Nó cũng liên quan trực tiếp đến hơi thở vô, hơi thở ra theo bài giảng trực tiếp của lời Đức Phật dạy là nơi hơi thở vô ra. Thì trong cái chuyển động phòng xẹp này nó cũng liên quan trực tiếp đến nơi hơi thở vô, hơi thở ra. Khi ta hít vào thì bụng nó phồng lên, khi ta thở ra thì bụng nó xẹp xuống. Thay vì quan sát cái hơi thở vô, hơi thở ra đối với nhiều người là rất khó khăn nhé. Nhất là nếu mà cái đối tượng hơi thở vô, hơi thở ra ấy, thì nhầm một tí thôi là sang Samatha. Đúng đắn thì nó là Vipassana. Riêng cái đề mục hơi thở nó có cả đề mục là của Vipassana hoặc là của Samatha, có cả hai hai cái đó, tùy vào mình quan sát cái gì.
Tùy vào cái đối tượng cũng gọi là hơi thở thôi, nhưng mà quan sát cái gì thì cần lệch đi một tí thì nó sẽ thành là samatha, nó chỉ mang đến định. Nếu mà đúng đắn thì phải quan sát cái hơi thở theo cái nghĩa là sự xúc chạm, là sự sinh diệt của điểm xúc chạm nó với thành mũi hoặc là trong thì cái điểm đó. Còn nếu mà chỉ quan sát hơi thở theo cái nghĩa khái niệm là một cái điểm vô hình ở trước cách trước cửa mũi đó, thì đó là cái định samatha, thì cái đó nó chỉ mang lại cái lợi ích là định tâm vắng lặng, tâm vắng lặng, thì cái đấy cũng tốt. Nhưng mà chúng ta phải phân biệt là chúng ta đang tu tập cái gì. Thì thay vì cái việc khó khăn trong cái việc theo dõi cái hơi thở đó, thì kinh nghiệm thực hành của các cái vị trưởng lão Myanmar thì có đưa có theo cái kinh nghiệm trực tiếp của các vị ấy, thì bằng cách quan sát cái hơi cái sự chuyển động phồng xẹp nơi bụng đó, thay thế cho cái đó mà nó dễ nắm bắt, dễ trụ trên cái tâm, trên cái đối tượng đó. Cho nên ở đây câu hỏi đầu tiên để trả lời cho cái trong cái kỹ thuật thiền tọa đó là chúng ta phải làm sao, đối tượng gì là cái gì, là chuyển động phồng xẹp của bụng. Và khi theo dõi chuyển động phồng xẹp của bụng, chúng ta không theo dõi cái độ cái hình dáng tròn méo căng, tròn méo to nhỏ khác nhau, mà chúng ta quan sát cái gì, cái cảm nhận khi mà nó phồng lên đó, thì nó căng, nó nặng, nó như thế nào. Và khi xẹp thì nó nhẹ nhàng, nó chuyển động, nó thư giãn ra như thế nào, hoặc là có cái biểu hiện nóng lạnh ở trong nó không, rồi có những cái chuyển động xoáy trong không khí nó gây xáo động trong cái khu vực đó không. Tất cả những cái đối tượng đó đều là những cái sắc pháp mà chúng ta trực tiếp cảm nhận được, và chúng ta quan sát các sắc pháp trong cái quá trình phồng xẹp đó của bụng. Thì đó là cái đối tượng câu hỏi đầu tiên mà chúng ta cần phải tập trung vào, đó là trả lời câu hỏi là chúng ta đối tượng chính của chúng ta trong thiền tọa là chuyển động phồng xẹp của bụng nhé. Và cũng như ở trong thiền hành thì khi đó khi đã ngồi một lúc rồi thì chúng ta bắt đầu gặp những cái chướng ngại, gặp những cái đối tượng khác nó xen vào, đúng không? Chỉ được một giờ 5-3 lần nhắc tâm là phồng phồng xẹp xẹp 5-3 cái là tâm bắt đầu nó lại chạy mất rồi, nó lại bắt đầu nghĩ đến chuyện nọ chuyện kia rồi. Trong trường hợp đấy chúng ta làm sao? Chúng ta nên làm sao? Ghi nhận nó và ngay lập tức quay trở lại nhé. Còn nếu mà trường hợp mà nó nghĩ chuyện linh tinh quá và nặng nề quá thì bắt đầu đành phải dừng cái quan sát kia và quan sát xem nó cái suy nghĩ đó, cái suy nghĩ đó chính là đang lúc đấy đang chuyển sang đấy là quán gì, quán tâm, quán tâm. Từ cái chuyển động phòng xẹp, chuyển động phòng xẹp liên quan đến thân thì nó đang là quán thân. Bây giờ sang cái suy nghĩ, cái vui, cái buồn mà nó quấy, nó phá chúng ta đó, và chúng ta ghi nhận kịp thời nó đó. Và trong này lưu ý là khi mà ghi nhận các hoạt động của tâm đó, chúng ta chú ý đến sự sinh diệt của cái tâm đó thôi, không chú ý đến cái nội dung của tâm. Suy nghĩ như nào, chuyện gì không cần biết, đúng sai như nào không cần hay, chỉ cần biết làm sao cái tâm đó nó khởi lên, nó đang có mặt, nó đang hành hạ ta đó. Và chúng ta cũng sẽ biết, quan sát nó thì chúng ta sẽ chắc chắn thấy một điều rằng là nó đến được thì nó đi được. Cứ hết chuyện nọ lại sang chuyện kia, chuyện này kết thúc lại sang chuyện kia, tức là nó đến nó đi, nó sinh nó diệt. Và chúng ta để ý đến cái chuyện đó, chuyện nó đến nó đi sinh diệt của nó thôi, chứ đừng để ý đến cái nội dung của nó. Các vị mà để ý nội dung của nó, các vị chìm ngay vào trong cái nội dung đó. Các vị chìm vào trong cái đánh giá, phân tích, phê phán, chê bai, trách móc, khen chê đủ các thứ là cái chìm đắm trong cái nó bị nó nhấn chìm ngay lập tức. Cho nên là cái thiền minh sát khác với cái những cái để có sự hay biết tỉnh giác ấy, thì không phải là chỉ hay biết là cái suy nghĩ, mà thường các cái trường phái mà chuyên về quán tâm ở bên kia cũng có một số các cái nơi người ta dạy chuyên về cái quán tâm chuyên đấy, chỉ tập trung vào cái đấy. Nhưng mà thường thì đa số các thiền sinh không hiểu được là quán tâm phải quán cái sự sinh diệt của nó, chứ không phải đi quán cái nội dung của tâm. Các vị là cứ đi phân tích cái tâm nó là đúng sai thiện ác thế nào thôi, cứ bình luận hoài cái đó như thế là nên hay không nên, đúng hay sai, tốt hay xấu, hay là giải thích là cái đó là như thế nào. Không có cái chuyện đó, cái đó là đi sai khỏi hoàn toàn khỏi cái minh sát. Minh sát là chỉ để ý đến cái yếu tố vô thường của nó mà thôi. Một yếu tố vô thường ở đây là gì? Biểu hiện của cái sự vô thường đấy là gì? Là sự sinh diệt. Thấy được sự sinh diệt, nó đến, nó đi, nó xuất hiện, nó biến mất là
biểu hiện của vô thường, mà đã vô thường thì là khổ, mà đã vô thường khổ thì là vô ngã. Chúng ta không kiểm soát được nó, chúng ta không điều khiển được nó, cho nên nó đến nó đi là cái chuyện do nghiệp, do hoàn cảnh, do nhân, do duyên mà sẽ xuất hiện. Như vậy ở đây chúng ta trong cái giờ thiền hành đó, thiền tọa đó, thì chúng ta đối tượng chính là chuyển động phòng xẹp. Và câu hỏi thứ hai là chúng ta phải quan sát cái chuyển động phòng xẹp đi như thế nào, như thế nào. Cơn sáng cũng giống như thế thôi, nó chỉ khác đối tượng thôi mà. À, phải liên tục và tỉ mỉ. Liên tục là sao, quý vị đã còn nhớ không? Liên tục là phải có ba cái ý, một là từ đầu đến giữa đến cuối, nhưng mà chúng ta không tìm kiếm nhé. Trong cái tu tập chúng ta không tìm kiếm, cố tình soi mói cứ căng thẳng ra làm gì cả. Cứ để ý quan sát, và dần dần khi để ý quan sát nó thành thạo, nó quen thuộc rồi thì tự khắc mọi cái nó sẽ hiểu, nó sẽ rõ dần nhé. Lúc đầu thì có thể là được đoạn đầu thì mất đoạn giữa, được đoạn cuối, rồi thì được đoạn giữa thì lại mất đoạn đầu, đoạn cuối, nó cứ chập chờ như thế thôi, nhưng không sao hết á. Các vị cứ để tâm để ý, cái gì trượt rồi cứ để nó trượt, nó qua rồi cứ để nó qua, và các vị ngay lập tức tiếp tục, vẫn cứ tiếp tục duy trì cái chánh niệm tỉnh giác của mình trên cái phòng xẹp đó mà thôi nhé. Các vị không có tí tìm kiếm, không có truy lùng, không có suy xét, không có trách móc, không có bất kỳ cái gì hết, mà cứ đã trượt thì là trượt nhé, đã không kịp thì là không kịp, kệ, bỏ qua và tiếp tục gì theo dõi cái mới nó đang sinh đang diệt đó nhé, thế thôi. Còn những cái gì nó đã qua rồi thì cho nó qua, không có để tâm đến nữa, vì có để tâm cũng chẳng làm gì được, nó đã qua rồi cũng chẳng để làm gì cả hả. Chúng ta cố ý cho trong cái kỹ thuật thực hành thì chúng ta để ý những cái chuyện đó. Thì đó là cái thứ nhất là phải liên tục, là từ đầu giữa đến cuối của cái phòng, từ đầu giữa đến cuối của cái xẹp, rồi thì là chuyển từ hiện tượng này sang hiện tượng khác, tức là từ cái phòng sang cái xẹp, rồi từ cái phòng sang cái xẹp, xong sang quan sát cái đau, khi mà cái đau nhức nó đến, nó gây cái khó chịu, nó gây cái căng thẳng, rồi cái nóng, rồi cái lạnh, rồi thì suy nghĩ, thì liên tục từ cái nọ sang cái kia, chúng ta phải để ý biết được. Cái này thì hơi khó hơn một chút, và sau này chúng ta mới thành thạo được, nhiều khi là nó từ cái này nó sang cái kia phải một lúc sau ta mới bắt đầu để ý được. Tức là ta mất một đoạn, nó không liên tục được, tức là bị gián đoạn. Là nhiệm vụ tu tập của chúng ta, cái công phu chúng ta bỏ ra ấy là làm sao mà nó liên tục được. Thì cái đó là cái công phu mà chúng ta cần phải nỗ lực thực hành, và lặp đi lặp lại, và cái lặp đi lặp lại nó chán lắm, nó nhàm chán, nó cứ đơn điệu, nhất là với những cái tâm của chúng ta hiện nay chưa được huấn luyện, kiểu gì nó cũng chóng chán, làm được ba bước, đi được ba bước nó chán, nó nhìn ngang nhìn dọc, ngồi được một lúc là bắt đầu nó nghĩ nó lại này nọ, không có theo dõi được hết đâu, nó chán lắm. Rồi thì là có nhiều người cứ mở mắt ra rồi cứ nghĩ lung tung, chả đâu vào mới đâu, chả biết là mình đang nghĩ nữa. Thế là cái căn bản cái nó chưa được luyện tập nó vậy. Cho nên các vị cố gắng chú ý là nó sẽ gặp phải những trường hợp đó, mà không nó chúng ta phải huấn luyện cái tâm để làm sao mà nó có khả năng mà nó trụ bám được vào cái đối tượng, nó không nhàm chán, nó không chán nản, nó không đi tìm kiếm bất kỳ cái gì khác nữa. Thì toàn bộ cái trí tuệ cao thượng nhất, tối thượng nhất thì nó đều nằm ở trong cái sát na sinh diệt của cái hiện tượng mà thôi, có vị không thể tìm ở nơi đâu cả. Chỉ có điều những cái hiểu biết đấy, nó chúng ta còn mỏng manh quá, nó hời hợt quá, nó rời rạc quá, đa phần là những cái hiểu biết của thế gian, bao cái tà kiến nó xen vào, nó chi phối, nó khống chế cái tâm mình, cho nên chúng ta thường xuyên bị khổ đau phiền não, nó chế ngự, và cái hậu quả của nó thì cũng lúc nặng lúc nhẹ. Chỉ khi nào thật nặng rồi các vị bắt đầu mới làm sao, mới kêu, mới gào, mới khóc, mới lóc, rồi thì mới cái nọ cái kia, mới đến nhờ người nọ, đến nhờ thầy bói nọ, nhờ thầy kia, rồi cái thứ để giải quyết những cái việc không có, lúc đấy đã quá muộn, các vị hứng chịu cái quả. Nên các vị không có, các vị phải thực hành vào những cái lúc bình thường như thế này, khi mà những cái việc mà cái phiền não, cái khổ đau ấy, cái vô minh như hắn còn tương đối nó chưa đủ cái uy lực, nó oánh gục mình ngay, mà nó cứ để nuôi sống mình một cách lờ vờ ấy. Chúng ta tập luyện lúc này chúng ta phải ra công nhé. Thì đấy là cái thứ hai, là phải liên tục quan sát liên tục, rồi phải gì nữa, tỉ mỉ. Ở đây là sao, ta phải thấy cái gì ở đây theo các vị, chuyển động trong cái chuyển động phòng xẹp mà các vị muốn quan sát tỉ mỉ, là các vị phải thấy được cái gì ở đây hả?
Hả? Phòng xẹp mà muốn thấy tỉ mỉ thì thấy cái gì tỉ mỉ trong cái phòng xẹp? Sáng nay các sư vừa nói đấy là liên quan đến cái tỉ mỉ, là liên quan đến đặc tính riêng và đặc tính chung. Hả? Phải thấy được đặc tính riêng thì sẽ thấy automatic thấy được đặc tính riêng, thấy được đặc tính riêng thì automatic là thấy được cái đặc tính chung. Hả? Đặc tính chung là do thấy được cái đặc tính riêng nó làm sao? Các cái sắc pháp ấy nó là gì? Nó nóng, nó lạnh, nó nhanh, nó cứng, nó mềm ấy. Trong cái chuyển động á, lúc đầu, lúc giữa, lúc cuối đấy, nó có nóng, lạnh, cứng, mềm gì không? Nó có chuyển động như thế nào không? Thì đấy là cái mà cái hiểu biết về cái đặc tính riêng của cái sắc pháp. Và khi thấy sắc pháp với cái nóng với lạnh nó không có tồn tại, các vị quan sát sẽ biết nó không tồn tại suốt cả thời gian, mà nó sẽ thay đổi. Lúc thì hơi nóng một tí, lúc thì nhói một cái nó lại nhói một cái nó lại nảy một cái nó lại xoay một cái, tất cả nó cứ sinh diệt như vậy thôi. À, chính cái đó chính là đặc tính chung, là sinh diệt, là vô thường, khổ, vô ngã. Thì muốn thấy được đặc tính chung phải thấy được cái đặc tính riêng. Không có thấy được đặc tính riêng thì cái đặc tính chung chỉ là suy luận, chỉ là suy luận chứ không phải thực chứng. Cái đó là cái sự khác biệt trong tu tập. Cái đó là cái mà chúng ta phải tu tập, mà rất khó khăn đấy. Nhiều người tu tập nhiều năm rồi đó, khi mà hỏi đến cái kinh nghiệm thực tế này, thực chứng này, toàn cứ hỏi kỹ ra thì sẽ thấy phát hiện ra là hoàn toàn là cái toàn tưởng chi hết. Cái thực chứng trong nó rất là hy hữu ám hữu, hầu như không có. Cái đó là cái mà chúng ta cần phải chú ý ngay từ đầu, chúng ta biết. Và chúng ta phải tập trung vào sự sinh diệt của các hiện tượng đó, tức là các đặc tính riêng của nó. Như vậy là xong phần là phải liên tục và tỉ mỉ. Thế còn cái câu cuối cùng đó là gì? Để làm gì? Tại sao chúng ta ngồi suốt cả buổi đến chịu đau, nhức, chịu nóng, nhức, các thứ gì? Nhàm chán, các thứ gì? Chỉ để có quan sát theo dõi cái đó thôi. Cứ lặp đi lặp lại mãi cái đó thôi. Để làm gì mới được chứ? Thực chứng cái gì? Sinh diệt của cái gì? Sinh diệt của cái gì? Cái gì sinh diệt ở đây? Hả? Cái nóng, cái lạnh đó, cái cứng, cái mềm đó, trong cái đau, trong cái chuyển động, trong cái của phòng xẹp đó, đúng không? Phải để ý cái đó, chúng ta phải hiểu kỹ cái đó. Thực chứng là thực chứng cái đó. Để thấy làm sao? Tất cả chỉ có là nó đơn giản, nó sinh diệt thôi. Nó là khổ, nó là vô thường, nó là ngã, vô ngã. Và khi thấy là trong cái hiện tượng này như thế, và rồi sau chúng ta thấy là bản chất của toàn bộ cái thế giới này, toàn bộ cái tam giới, toàn bộ cái vũ trụ này, nó không chỉ vậy. Tại vì cái thế giới này cũng chỉ là gì? Danh và sắc, ngũ uẩn nó tạo thành. Và khi danh sắc hoặc ngũ uẩn vật chất và tinh thần nó tạo thành, mà nó cứ sinh diệt như vậy rồi đó, thì tất cả nó chỉ là tạm thời, giả tạm, sinh rồi mất. Rồi chúng ta làm sao? Không thấy nó làm gì? Nó có thật sự là trường tồn, vĩnh cửu, nó đáng giá để mà làm sao truy tầm, truy cứu, tìm kiếm, tích trữ, rồi thì bám víu, nương tựa vào những cái thứ đó làm gì? Tất tần tật mọi thứ trên đời, không có chừa bất kỳ một cái gì trên đời, đều chịu ảnh hưởng của sinh diệt, của vô thường, của vô ngã. Và nó chỉ là tạm bợ sinh diệt, nó có rồi nó mất. Cho nên nó không còn gì tham ái vào đó nữa. Khi ta biết sự thật là nó giả tưởng, ảo tưởng vậy thôi, thì ta không còn tham ái vào nữa. Thì chúng ta ở đây, chúng ta có một cái đồ rất quý. Chúng ta tưởng là cái, ví dụ như là tưởng viên kim cương, người ta quý lắm, đúng không? Là giữ, khi có viên kim cương trong nhà thì ta bằng mọi cách chúng ta bảo vệ. Rồi thì tự hào, tự mãn về cái viên kim cương đó, đúng không? Nó là cái của quý trên đời, hiếm có, bây giờ khó tìm, bây giờ chúng ta có được, chúng ta quý lắm. Nhưng mà đến một lúc nào đó các vị mới được chỉ ra, được nhận ra rằng là đấy chỉ là viên thủy tinh bình thường, viên vi chai, viên ve. Các vị thấy thế nào? Các vị còn giữ nó không? Còn bảo vệ nó không? Còn hy sinh sinh mạng vì nó nữa không? Tìm kiếm nó không? Có giá trị gì nữa không? Khi mà thấy sự thật của cái đó rồi đó, thì lúc đó các vị mới buông bỏ được. Chứ còn bình thường các vị cứ bảo là đừng tham, đừng sân, đừng si. Không có cách nào. Không có cách nào giúp các vị đừng tham, đừng sân, đừng si nữa. Chừng nào các vị chưa thấy được sự thật. Chừng nào các vị còn thấy tất cả các cái cảnh vật, các cái hiện tượng trong thiên nhiên, trong xã hội, trong cuộc sống chúng ta là đẹp, là thường hằng, là của ta. Tất cả chừng nào các vị còn thấy như vậy thì chừng đấy các vị không thể nào mà buông bỏ được, không thể nào mà hết tham. Và khi mà không có vừa ý thì không thể nào mà hết sân. Và
Chi B nó che chắn không cho các vị nhìn thấy các sự thật đó. Thế cho nên là cái việc có vị quan sát từng giây từng phút cái sự thấy được cái bản chất thật sự của các hiện tượng phóng xẹp chuyển động của cái sắc sắc pháp đó, sắc pháp ở đây cũng như sắc pháp ở ngoài, bên trong bên ngoài, xa gần, thô tế hạ liệt cao sang đều có cùng một bản chất là sanh diệt hủy hoại, hủy diệt bị quấy nhiễu, không bị áp bức, không có gì khác ngoài cái đó, thì chúng ta sẽ không có bị bám víu, không có bị chấp thủ, không có bị tham muốn, và như vậy chúng ta được ly dục, ly tham và thoát khổ, giải thoát là chỗ đó. Nên toàn bộ cái thực chứng này chúng ta, toàn bộ cái giải thoát nó phụ thuộc vào cái thực chứng bản chất của cái hiện tượng của chúng ta. Như vậy là chúng ta hiểu được cái đó thì chúng ta kiên nhẫn, kiên trì theo dõi cái đó để thực sự có tuệ chi chứ không sự sáng. Như sư sáng thì nói là tuệ chi chứ không phải tưởng chi và thức chi. Nó phải là tu tuệ chứ không phải là văn tuệ và tư tuệ. Cái đó sẽ giúp cho các vị giải thoát hoàn toàn và vị viên. Thì đấy là cái con đường mà Đức Phật chỉ ra thông qua con đường tứ niệm xứ để có vị nhận chân được cái bản chất thật sự của thế giới. Thì như vậy là chúng ta xong cái phần hướng dẫn cái phần thiền tọa. Thì cái phần thiền tọa thì lưu ý các vị mới rằng là khi ngồi đó, các vị cứ ngồi thoải mái, chọn đến một vị trí chân trước chân sau, bán già kiết già đều càng kiết già thì càng tốt, không ngồi được thì bán già được thì chân trước chân sau cái nọ để cách cái kia, ngồi thoải mái, lưng thẳng. Thì các vị cố gắng giữ lưng thật thẳng nhé. Các vị mà không giữ lưng thẳng á là nó buồn ngủ nó sẽ xâm nhập. Mà muốn giữ lưng thẳng thì các vị cứ ngồi đó, cứ thời gian đầu này kiểu gì các vị cứ 5 phút các vị sửa lại thân sư nhé, đừng có ngại gì hết, cứ thấy nó cứ trùng nó cong cong xuống, mà ngồi một lúc nào chắc chắn như vậy đó, các vị lại điều chỉnh cái thân nó vươn lên một chút, xong các vị trùng xuống một chút nhé, đừng căng quá thì nó sẽ mỏi mệt, nhưng mà trùng quá là một lúc đó, nhưng mà kiểu gì thì về mặt chưa được tập luyện thì các vị sẽ bị trùng xuống và nó sẽ trùng xuống. Cho nên các vị cứ đâu khoảng 5 phút các vị kiểm tra lại cái thân của mình xem nó đang thẳng hay là đang trùng, và khi trùng thì chúng ta làm sao vươn người lên nhé, vươn người lên xong lại hạ trùng xuống một chút, thì tức là hơi căng lên một chút xong thả lỏng ra cái thì đúng vào cái vị trí của nó. Thì các vị thì cái lưa thường xuyên 5-3 phút các vị điều chỉnh thân ấy, đó là một cái cố gắng nỗ lực, đó là một sự tinh tấn, mà có tinh tấn có mặt thì cái hôn trầm tự nhiên nó sẽ không có cơ hội nhé. Nếu mà các vị không có cái sự tinh tấn đó, cứ để mặc cho nó dễ ruồi cho nó thì nó sẽ trùng xuống và nó sẽ không có tinh tấn, nó không có mặt, mà nó không có tinh tấn thì nó sẽ không có chánh niệm ở trong đó, mà cũng không có hồn trầm thị miên, nó sẽ xuất hiện và nó khống chế toàn bộ cái tâm của chúng ta. Và chúng ta trên các vị cứ ngồi thoải mái và một lúc thì bắt đầu đấy là cái lưng thì nó sẽ trùng xuống và chúng ta có cái cách là vươn nó lên điều chỉnh nó, ngồi thẳng lưng thẳng cổ và chúng ta vừa được ngồi được lâu lại vừa được có cái tinh tấn nhé. Lúc nào mà thấy đau thấy nhức thấy mỏi thì các vị làm thế nào? Trong trường hợp mà đau nhức mỏi thì các vị làm thế nào? Hả? Sao? Những người đã từng tu tập rồi thì chia sẻ kinh nghiệm xem sao? Đau nhức các vị làm thế nào? Nhiều người có ai cứ thấy đau ấy thì quay sang quán, đúng rồi, có vị quán để làm gì? Quán để cho nó hết đau. Đấy là một cái sai lầm nhé. Quán không phải để hết đau, niệm không phải để hết đau. Hả? Mà để làm gì? Hả? Để làm gì? Không phải để cho hết đau nhé. Các vị thường xuyên rất nhiều, gần như 100% các vị đi học thiền rồi về thiền mà không được giải thích kỹ là các vị cứ thấy đau là niệm ra sức niệm đau với cái mong ước được cho nó hết đau. Không phải, làm thế là sai nhé. Mà chúng ta quán như thế, niệm như cơn sáng tôi nói, niệm là để làm gì? Hướng tâm vào để quan sát. Quan sát để làm gì? Hiểu biết cái bản chất của cái đau đó nhé. Hiểu biết cái bản chất, trí tuệ nó nảy sinh là do cái hiểu biết. Trí tuệ là hiểu biết mà. Vậy hiểu biết cái gì? Hiểu biết cái bản chất của cái đau ấy là cái gì, nó gồm những cái gì trong đó. Các vị nhìn kỹ vào, soi kỹ vào,
nó là những điểm nhức thì nhe nháy để nó trội lên một xuống, nó thay đổi, nó chứ không phải là một khối một cục gì cả. Và chúng ta chăm chú và thấy cái đau đó là có cái đau của cái sắc pháp nó đang nó tương tác, nó đang áp bức, nó đang hành hạ, nó đang chèn ép lẫn nhau, nó tạo ra cái thứ gọi là đau đó. Và cái tâm quan sát cái đau đó, hai thứ đó nó cùng đi với nhau. Và lúc đó quý vị sẽ không có cảm nhận rằng là tôi đau nữa, mà thấy cái đau và cái sự quan sát của cái đau. Trong một chừng mực nào đó, có những người thì có thành công, thành tựu thì nó tự nhiên nó thấy bắt đi là ô, cái đau nó có đấy nhưng không phải là tôi đau. Nhưng mà không phải vì cái đó chúng ta tìm mà muốn cái đó mà có được đâu nhé. Phải quan sát thực tế, rồi tự nó xuất hiện, chứ gần bảo cứ quan sát tư niệm để cho nó hết đau là sai. Thì tự khi nó có trí tuệ, tự khi nó hiểu thì tự khắc cái đau nó vẫn còn đấy, nhưng nó không hành hạ mình như trước nữa. Và không phải chỉ có cái đau trong cái ngồi này, để sau các đau của bệnh tật cũng vậy. Các vị sẽ quan sát, các vị sẽ hiểu, các vị sẽ thấy cơn đau, sự đau nó hành hạ nó không khủng bố, nhưng mà không phải là tôi đau nữa. Thân bệnh với tâm sẽ không vậy. Thì cái đó cái lợi ích về sau thì các vị sẽ, nếu thực hành đúng thì các vị sẽ thưởng thức được cái hương vị đó. Chứ không phải nó hết đau, cũng có lúc thì nó hết đau, cũng có lúc thì nó lại tăng lên, càng quan sát nó lại càng tăng lên. Không phải là cứ quan sát rồi cứ tập trung mà nó hết được đâu, nó có quy luật của nó. Chứ không phải là ta cứ điều khiển ra lệnh được cho nó đâu, nó đừng đến rồi đừng xuất hiện rồi phải thế nọ phải thế kia. Nếu được như vậy thì có nghĩa là đấy là gì, nó có tự ngã trong đó, thì tức là điều khiển được. Nên chúng ta không có điều khiển, nó có quy luật của nó hoạt động. Và cái hiểu biết nó nảy sinh rằng cái này nó tuân theo quy luật, nó không phải là nó không phải ta phải của ta, tự nó sẽ có cái này. Thì đó là cái mà chúng ta cần phải lưu ý. Thứ nhất là khi cái đau cái nhức mà nó đến thì chúng ta cần phải quan sát nó nhé. Và quan sát cái gì? Quan sát cái bản chất của cái đau để làm gì? Để có cái hiểu biết về cái bản chất sinh diệt của nó, chứ không phải để cho nó hết đau. Đấy là cái yếu tố thứ nhất thì khi quan sát cái đau. Thứ hai, nếu mà đau nữa, đau quá, không thể quan sát được, các vị làm gì? Hả? Cũng có người gồng sức lên, chiến đấu với nó, tốt, không sao. Nhưng mà đừng để cái đó nó thành cái ngã. Tôi đang chiến đấu với cái đau, tôi đang khắc phất phục cái đau, tôi chiến thắng cái đau, tôi ở đấy. Cố gắng cái đấy là tôi đang vun bồi cái tính tham nhẫn, nó đang tăng trưởng tham nhẫn. Cái đấy cũng là cái tốt rồi, nhưng mà để ý tránh cái chuyện này. Trong trường hợp mà rất đau nữa mà không thể chịu được nữa thì chúng ta cũng ngay tất nhất là đối với những người mới đấy, thì chúng ta cũng không nên cố quá sức, mà phải biết cách chấp nhận, rút lui, có trật tự, có trong chánh niệm. Chứ không phải là tu tập là cứ căng thẳng cưng. Đức Phật dạy cái vị mà trước làm nghề âm nhạc ấy, rằng là khi lên dây đàn ấy mà trùng quá thì sao, nó không có tiếng ra cái gì, mà nó căng quá thì sao, nó không ra cái tiếng gì mà nó còn đứt. Cho nên là cái tu tập của chúng ta cũng vậy đó, không có căng quá mà cũng không có trùng, mà như thế nào là không căng, như thế nào không trùng, chỉ từng các quý vị mới biết rõ được thôi. Đối với người này là nhiều, nhưng đối với người khác thì lại là ít. Chúng ta đừng có so sánh, đừng có so bì với nhau. Với những người này, mỗi người có cái nghiệp khác nhau. Có người chỉ chạm nhẹ cái thấy đau rú lên rồi, đúng không? Có người trông như mũi kim nữa là thấy khóc rồi, có phải vậy không? Nhưng mà có người thì có dù đánh mạnh cũng người ta mất cái nhau. Cho nên các vị đừng có so sánh với nhau nhé. Tùy mình tự mình thấy biết rõ. Và mừng khi mà thấy đau quá thì mình cố gắng làm sao? Ngồi thêm 5 phút nữa, ngồi thêm một tí nữa để xem nó. Cho nên khi mà không thể chịu được nữa thì các vị làm sao? Cố thêm tí nữa đã. Cũng đừng rút lui vội. Rồi đến lúc là không thể được nữa thì chúng ta làm sao? Thì lúc đấy rồi cũng đành phải chấp nhận, rút lui có trật tự trong chánh niệm. Là làm sao? Đau quá, không chịu nổi. Ghi nhận cái tâm đó, muốn thay đổi. Đó. Yeah. Rồi thì xoay nhấc, nó chỉ nhúc nhích một tí thôi là nó cảm giác nó thay đổi cái sức ép ở đó, là nó cũng bớt cái đau. Nhưng mà nếu chúng ta thường xuyên trông chờ vào cái đó thì chúng ta sẽ không tiếp cận được sự thật. Sự thật ở đây là gì? Cái đau khổ, cái khổ nó có mặt,
và cái hướng trị là như nào. Chúng ta cứ bỏ chạy nhiều quá là chúng ta chả bao giờ thấy sự thật. Và sự thật ở đây thì có gì đâu. Sự thật ở đây là gì? Sự thật ở đây là gì? Đức Phật dạy chúng ta sự thật, trong bốn sự thật thì là gì? Sự thật đầu tiên là gì? Là khổ, tất tần tật là khổ, ngũ uẩn là khổ. Không có gì là không khổ. Khổ ở đây theo nghĩa gì? Xoài đá có phải khổ không? Hả? Có phải khổ không? Các vị học rồi. À, có phải khổ không? Mọi người bảo nhiều người không nhận cái đấy là khổ đâu. Tại người ta hiểu cái chữ khổ nó hạn hẹp. Người ta hiểu cái khổ đấy chỉ là cái cảm thọ khổ của sỏi đá thì không có cảm thọ, cho nên người ta bảo sỏi đá không thể nào có khổ được trong đó. Chỉ có hữu tình là khổ thôi. Đúng, cái đó là chỉ đúng, nhưng mà khổ đấy là khổ cái cảm thọ thôi. Khổ cái cảm thọ. Mà vô tình thì không có cảm thọ nên không có cái khổ đó là đúng. Nhưng Đức Phật dạy cái dukkha nó không phải chỉ có mỗi cảm thọ mà còn là gì? Hoại khổ và hành khổ. Hoại khổ là nó diệt, hành khổ là nó thay đổi. Tất cả những cái thay đổi, những cái hoại diệt ấy đều gọi là khổ. Chừng nào chúng ta thấy toàn bộ cái thế giới bên ngoài đó, sắc, thọ, tưởng, hành, thức đó là khổ thì mới không bám víu. Một số nhà cũng khoác danh là Phật giáo đó, dạy điều Phật giáo đó, nhưng dạy rằng là không, thế giới này tốt đẹp lắm, tuyệt vời lắm. Chỉ có chúng ta chấp thủ, chúng ta tham nó, chúng ta mới khổ thôi. Bây giờ đừng tham, đừng chấp thủ là hết khổ. Các vị dạy theo cái kiểu của các vị hiểu, các vị không hiểu cái khổ nó vậy đó. Vì sao? Chừng nào mà không thấy được cái thế giới bên ngoài đó, sắc thọ tưởng hành thức ấy, tất tần tật ấy, là vô thường khổ vô ngã, thì sẽ còn bám víu. Không có cách nào các vị bảo đừng tham, đừng chấp thủ nữa. Khi mà thấy các vị còn thấy cái hoa này là đẹp, cái miếng ăn này còn là ngon, cái người này thế này thế còn yêu, còn mến, còn thích thú cái cảnh hoàng hôn rồi thì bình minh các thứ, rồi gió mát chim kêu, rồi tất cả những thứ các vị thưởng thức cái vẻ đẹp, gọi là vẻ đẹp thiên nhiên tự nhiên đó, các vị còn xa đắm vào cái đó. Đúng, các vị không chấp thủ, không tham lam, các vị dạy sai cái lời của Đức Phật. Các vị cũng cố ghép vào những cái hiểu biết của các vị, mà những cái vị đó là vị có uy tín đó. Không phải Việt, người Việt Nam có không những ở uy tín ở Việt Nam, mà có rất nhiều trên thế giới người ta theo, mà đa phần là những người đó chưa bao giờ tiếp xúc với thật sự với cái lời giáo lý của Đức Phật. Cho nên người ta nghe những thứ đó người ta thích lắm, dễ dàng đối với người ta. Và chúng ta ở đây là chúng ta làm sao phải thấy được cái bản chất khổ thật sự của nó thông qua cái quan sát trên thân tâm ra, để chúng ta thấy được cái thế giới bên ngoài cũng là khổ. Và cái này nó khó nghe lắm, không ai chịu đâu, người ta không thích nghe những thứ này đâu. Người ta thích thưởng thức những cái gọi là cái hạnh phúc tạm thời cơ. Cho nên bảo là cứ có cái chế tác hạnh phúc là người ta thích lắm, theo ngay. Làm sao chế tác ra hạnh phúc trong giây phút hiện tại này, rồi an lạc trong hiện tại này, các thứ. Cái đó thì có, nhưng mà chúng ta bám víu cái đó thì hoàn toàn là sai lầm, và không bao giờ thoát khỏi cái sự đau khổ và phiền não. Thì tất cả nó chỉ là tạm bỡ, nó chỉ là vô thường, khổ vô ngã. Như vậy hôm nay chúng ta đã xong cái phần thiền kỹ thuật thiền tọa, thì chúng ta đã tạm dừng ở đây. Atopi sakkacce sunanto bhasitam. Tasmahi bhutani samet sabbe mittam karoth manusia pajaye divache ratto che hara.
Di Ba Linh Tasmahi Ne Rakhat Appamatta Yang Kinchi Vittan Itva Urangva Sagge Suvayam Ratnam Panitam Nano Samang Atthi Tathagatena Itam Pibuddhe Ratnam Panitam Etena Satchena Suvatti Hotu Khayan Viragam Amatam Panitam